Đây là một cái cạnh nè, được lót trắng trên gỗ nhựa sau 30 phút. Đúng là khoảng 1 tiếng rưỡi cho tới 2 tiếng là mình đã xả nhám được. Nhưng mà cái này mình xả ép và sau 30 phút mình lót một lần một. À, các bạn thấy xả rất là tơi, à, không bị dính nhám. Ok, một bước một là có thể là xử lý cạnh được rồi. Đúng rồi, mình có thể sơn trắng mờ, nếu mình kỹ mình có thể lót một lớp mỏng nữa để sơn trắng bóng. Cái này là cạnh gỗ nhựa đúng không? Đúng rồi, cạnh gỗ nhựa, không qua chết nha. Nè, mình chỉ qua lót thôi, lót một bước một. Như với tỷ lệ là 2:1:1, khá là đặc. Nếu mà không dùng lót này thì cách truyền thống mà ngày trước đây mình làm thì thường thì... Tại vì những hệ lót khác nó sẽ không cho đầy bằng lót trắng S8. Lót trắng S8 rất là nhiều thịt. Và thứ hai nó có độ khả năng chống rút rất là cao. Vì lót này là dành riêng cho gỗ nhựa và MDF. Mình xả làm xả lì đúng không? Đúng rồi, mình cứ xả cho nó lì xuống bề mặt. Nè, chưa khô nè. Nhưng mà các bạn thấy không? Nó rất là đầy. Mịn quá ha, tơi ha. Rất đó dễ là, xả nhám luôn. Là mới có 30 phút á, nó đã khô rồi. Đúng ra là khoảng 90 phút là ok đúng không? Đúng rồi. Đó, khoảng 1 tiếng rưỡi cho tới 2 tiếng là khô hoàn toàn. Rồi, có một số đơn vị á, sau khi sử dụng lót thì có một phản hồi là xử lý một bước không hiệu quả. Thì cái nguyên nhân tại sao như thế nào á, thì Thịnh có thể là chia sẻ cho mọi người được biết được không? Thì đơn giản đa số thì các thợ rất là ngán khi mà lót, khi mà sơn nó rất là nhiều lượt. Nhưng mà thực tế mình sơn đầy, mình mới chà khi đó, khi mình xả nhám ra nó mới đầy được. Còn mình sơn mà kiểu sơn cho có bề mặt nước lót thì nó không bao giờ nó đầy được cái cạnh này. Nó có hao lót lắm không? Hao thì không hao, tại vì mình pha tỷ lệ đặc nó lấp đầy rất là nhanh. Ra hơi như thế nào? Mạnh ra hơi rất là yếu. Mình chỉ cần nhỏ gió, mình tập trung mình thổi một cái cạnh này thôi. Vì bề mặt này á, mình không cần lót. Bề mặt này mình có thể phủ bóng trực tiếp luôn mà. Xả nhám mịn, sau đó sơn trực tiếp đúng không? Đúng rồi, mình chỉ cần xả nhám mịn cạnh này. Rồi bắt đầu mình sơn trực tiếp trên bề mặt này thôi. Rồi, ok, rồi, cảm ơn Thịnh.